Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Cha Cha TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin thưa các bác thế này. Thời dịch quốc tế không phải là tôi không biết. Nhiều bác thì sau cái vụ mà tôi dự đoán sai về Tổng thống Joe Biden thì có nói rằng là không phải là thế mạnh. Thế nhưng mà thực tế, ở đây tôi xin chia sẻ các bác rằng là khi phân tích thế cục hay chính sách ngoại giao của bất cứ một nước nào thì chúng ta đều phải đặt cái nước mình ở trong một cái bố cục, tức là trong một cái thế cục quốc tế. Chúng ta nhìn, nhưng nhìn ở góc độ nào? Nhìn ở góc độ theo Mỹ hay là theo Nga, hay rằng là nhìn ở góc độ của người Việt Nam của chúng ta? Chút nữa tôi sẽ cùng phân tích. Nhưng hôm nay thì thật sự với các bác rằng là có một cái sự kiện xảy ra và đối với có thể nói là đối với chúng ta mà nói thì hoặc là thế giới mà nói thì đó là một sự kiện có thể nói là vô cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng, và nó có thể nói rằng là thế giới rất phức tạp, và để nói về cực kỳ phức tạp đó chính là cái việc mà Israel và Iran, và rạng sáng ngày hôm nay thì chính thức là Iran đã phóng hơn 100 drone và tên lửa sang bên phía của Israel. Kết hợp với đó là phiến quân của Houthi cũng như rằng là của Hezbollah thì cũng đều tấn công bên Israel. Hôm trước thì tôi có chia sẻ với các bác một cái câu hỏi. Bởi vì khi thấy tình hình nóng lên, tôi đặt cho các bác một câu hỏi thế này. Đó chính là theo các bác thì có tin rằng là Iran sẽ tấn công Israel hay không? Và đây các bác có thể thấy là khoảng 60% là người sẽ tin là sẽ tấn công trực diện hoặc ủy nhiệm. Và cả hai, và số người khác thì nói rằng là không, tuổi gì mà đụng vào Iran, tức là không tấn công. Tức là ở đây một số lượng rất lớn khán giả của kênh Cha Cha TV là cũng tin rằng là Iran không thể tấn công Israel được, và một số còn lại thì cho rằng là đúng, tức là nó cũng gần như kiểu rằng là 60-40, đúng không? 60-40, tức là đoán sai hay đoán đúng, bản chất câu hỏi này cũng thực ra cũng không quan trọng. Bởi vì chúng ta phải chuẩn bị cho một kịch bản. Tức là ở đây ấy, chúng ta đứng dưới góc nhìn của Việt Nam là một phần của cục diện thế giới, thì chúng ta phải đứng ở trong một cái kịch bản, tức là chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Israel với Iran. Iran không tấn công Israel thì cũng tốt, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị kịch bản đó. Và khi Iran tấn công Israel thì chúng ta cũng phải kịch bản đó. Và kịch bản nhỏ hơn, chi tiết hơn, có nghĩa rằng là tấn công ở mức độ nào, kiểu như là tấn công đợt xong đợt này là coi như trả đũa là xong là thôi, hay là sẽ được leo thang ở mức độ tiếp theo. Và cái việc Israel có trả đũa Iran hay không thì đó là cái vấn đề sau này. Và tuy nhiên cái vấn đề thế giới thì tôi cho rằng là kể cả hai phía có cư xử thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ chứng tỏ một cái điều rằng là thế giới đang phân cực rất rõ ràng, và thế giới là đang diễn biến rất phức tạp. Để điều đó cho thấy chúng ta rằng là nếu chúng ta là Việt Nam thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ làm gì? Và giải thoát nào là ổn thỏa? Chứ không phải là chúng ta chê Iran, hay chúng ta gọi rằng là yêu Mỹ thì chửi Iran, mà gọi rằng là ghét Mỹ thì ủng hộ Iran. Cái đó là cái phân chia, đó là cái chọn phe. Còn đối với Cha Cha TV thì ngay từ cái đợt đầu cũng đã nói rằng là không chọn phe. Không chọn phe. Tức là ở đây ấy, chúng ta phải hiểu giống như một cái câu nói thế này. Một cái câu nói mà có thể các bác ứng dụng ngay cả trong cuộc sống cũng thế. Người ta hay có cái câu nói thế này. Việc của trời, việc của người và việc của mình. Đó. Tức là ở đây chúng ta phải hiểu rằng là việc của trời, việc của người, việc của mình. Và trong cuộc sống ấy, tức là cái gì không thay đổi được thì chúng ta phải chấp nhận và đừng có can thiệp vào. Cái thứ hai là việc của trời thì kệ nó đi. Việc của người thì đừng có xía vào, và hãy lo cho cái việc của mình là chính. Lo cho cái việc của mình là chính. Thế cục thế giới, cái việc Israel hay cái việc Iran, chúng ta đâu có can thiệp được đâu. Nếu không can thiệp được, chúng ta bàn thảo cái gì? Cái đúng không? Đây chúng ta can thiệp. Thứ hai nữa rằng là đó là việc của người, tức là Israel với cả Iran, đó là hai quốc gia, và chúng ta đừng có xía vào chuyện của họ. Chúng mày đánh nhau thì chúng mày cứ đánh nhau.
Còn cái việc mà tao chơi với cả hai và chơi với cả hai chả vấn đề gì cả. Chúng ta vẫn giữ quan hệ với cả Iran, chúng ta vẫn giữ quan hệ với cả Israel. Đó là chuyện rất bình thường. Không có chuyện chúng ta ngồi với Iran, chúng ta gọi là chửi Israel, hay chúng ta ngồi với cả Israel để chúng ta mắng Iran được. Chúng ta không chọn phe cái kiểu đó. Và chúng ta chỉ nói rằng là thôi, chúng mày đừng có đánh nhau nữa. Hãy giữ hòa bình và trên cơ sở tôn trọng hợp tác quốc tế. Và như vậy chúng ta sẽ cố gắng làm cái kiểu thế. Đó là cái điều mà lợi ích nhất cho Việt Nam, chứ không phải là cái điều mà chúng ta chọn theo phe nào. Và ở đây chúng ta mới thấy rằng là cái cách tiếp đó được thể hiện qua đường lối ngoại giao cây tre của Bắc Trọng. Và chúng ta rất may mắn về chúng ta đã làm trước và tuyên bố trước cái điều này từ cách đây rất lâu, từ trước đây rất lâu. Tức là khi mà thế cục thế giới, khi mà nó đang có những cái diễn biến nhưng mà nó chưa hiển thị ra cái mức độ nghiêm trọng như là cuộc chiến Ukraine với cả Nga, hay như là cái việc mà Trung Đông như bây giờ, mà lúc đó nó chỉ mới nhen nhóm, chúng ta đã công khai tuyên bố với thế giới một cách gián tiếp rằng bằng hội nghị năm 2021, hội nghị đối ngoại toàn quốc, và thiết lập cái ngoại giao cây tre, tức là chúng ta không chọn phe, chúng ta làm bạn với tất cả các nước, chúng ta sẽ không trở thành một mối nguy hiểm của bất cứ một quốc gia nào. Đó là cái cách mà chúng ta sống yên ổn, và đó là cách duy nhất mà một nước độc lập mới làm được. Nước nào không độc lập không làm được đâu, tôi nói thật với các bác, nước nào không độc lập không làm được cái điều này. Nước nào không độc lập thì nước đó sẽ chọn phe và sẽ bị cuốn vào cuộc chiến, hên thì phe của mình thắng, còn nếu mà gọi rằng là đau đớn thì gặp phe của mình bại cho tới lần cuối cùng. Câu nói đó thật sự với các bác ấy, việc của trời, việc của người và việc của mình, để chúng ta chăm lo việc của mình trước. Và thật sự một cái điều thế này, có nhiều bác cảm thán khi mà ở trên kênh Chân Thành TV cảm thán về cái việc chiến tranh. Thế thì mình cũng không biết trả lời thế nào, biết rằng nhiều người không muốn có chiến tranh, tôi cũng không muốn có chiến tranh, tất cả chỉ muốn an ổn để mà phát triển. Thế nhưng mà nếu yên ổn, thế giới mà yên ổn thì làm sao có một quốc gia nào đó trục lợi được? Nếu không có cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, không có cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai thì làm gì có nước Mỹ bây giờ? Thì làm gì có nước Mỹ bây giờ? Nước được lợi nhất là Mỹ sau hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai. Và kể từ đó thì các bác có thể thấy rằng là bằng một cách nào đó mồm có thể rao giảng đạo đức rồi là dân chủ đó kia vân vân, nhưng mà hầu hết các cuộc chiến tranh trên thế giới này thì đều có bàn tay của Hoa Kỳ. Bởi vì nếu không có chiến tranh thì vũ khí bán cho ai, vũ khí bán cho ai? Và có rất nhiều câu, như hôm nay tôi đọc được một cái bài của nhà báo Hà Phan à, thực tế tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi dùng cái từ này để mà tôi chia sẻ với các bác mọi người, thì tôi cũng xin trích dẫn với các bác thế này. Rạng sáng thì nghe tin Iran tấn công Israel và nguy cơ chiến sự lan rộng thì lại nhớ khoảng 30 năm trước. Ông anh trải qua bao biến cố cuộc đời nói với tôi về thế giới thế này. Thiên hạ sẽ rất hiếm khi được yên bình. Tôi ngạc nhiên hỏi, yên ổn mới làm ăn ngon lành, sống vui vẻ, chứ anh Tư? Ông cười pha phà mà kêu, đó là mày nghĩ, nhưng mà đám chính trị gia, bọn trùm tài phiệt với dân buôn súng, chúng kiếm lợi trong lúc hỗn loạn, chúng nó thích khác của mày. Càng sống, tôi càng hiểu thêm, câu thiên hạ đại loạn thì mới có đại trị. Bình lặng thì nước lớn dàn xếp, ra oai, ăn hiếp, cướp bóc của nước nhỏ cái gì đâu. Giang hồ lặng sóng, mấy đại ca ngồi đó làm chi? Tưng bừng lên thì họ mới đứng giữa dẹp loạn, giữ ngôi chớ. Không có bất ổn, thiếu đánh nhau thì súng ống đạn dược, thì súng ống đạn dược chúng bán cho ai? Thế giới yên bình, không dịch bệnh, địch họa, mấy lão trùm kiếm ăn bằng gì? Không xua quân, gửi tên lửa cường quốc ra oai, khẳng định vị thế bằng cách nào? Đó là chưa kể khi nội bộ bất ổn, họ sẽ tìm cách chuyển lửa ra ngoài biên giới và khuấy động chủ nghĩa dân tộc, kích hoạt điểm nóng ngoài biên cương. Chiến tranh xung đột khu vực liên miên
Dịch bệnh lâu lâu thì lại bùng lên như Covid-19 bị thổi phồng là một ví dụ khó cãi. Chúng ta muốn an lành, nhưng vì tiền và quyền cùng với tham vọng cuồng điên, lòng tham không đáy của họ đâu có để thế giới này yên ổn được. Tức là nếu thiên hạ thái bình thì cần gì Mỹ, cần gì Nga, cần gì Trung Quốc, cần gì một số nước khác. Cho nên ấy, các cường quốc hầu hết là không muốn thế giới yên bình. Bởi vì nếu thế giới yên bình thì họ đâu khẳng định được vị trí thống trị. Tên lửa bán cho ai, súng đạn dược bán cho chỗ nào. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu một thực tế rằng chúng ta là nước nhỏ. À, đúng rồi, chúng ta là nước nhỏ và chúng ta ở trong cái thế cục thế giới này. Đó. Thì chúng ta có bốn cái sự lựa chọn. Thứ nhất, sự lựa chọn hủy, tự hủy. Số 1 là tự hủy. Đúng không? Đó là chúng ta phản đối cả hai. À, chúng ta gọi rằng là đánh cả hai. Trong cuộc chiến có bên A đánh bên B. Chúng ta đánh cả thằng A, thằng B thì chúng ta tự hủy. Đây là thứ nhất. Thứ hai là 50-50. Tức là 1, 2 là chọn A, 3 là chọn B. Tức là chúng ta chọn phe. Và 4 là chúng ta tránh ra khỏi cái chỗ này để chúng ta yên ổn và làm ăn. Đó là cách thứ tư mà chúng ta chọn. Tức là chúng ta tránh ra khỏi cuộc chiến. Chúng ta không trở thành mối nguy hiểm của bất cứ ai. Chúng ta cũng không tham dự vào cái việc đó. Cùng lắm thì chúng ta chỉ là trung gian hay là thế nào đó để mà thế giới nó đến nó bàn thảo. Nhưng đó là việc của chúng mày. Còn chúng ta không tham dự, can dự vào cuộc chiến như thế này. Đó là cách duy nhất để chúng ta giữ hòa bình. Và đó là cách mặc dù là khó nhất, cực kỳ khó. Nó có hai yếu tố để mà có thể làm được. Một là một nước độc lập thì mới làm được. Nếu không độc lập, anh sẽ bị bọn nó thao túng ngay. Nó sẽ bắt anh phải theo nó. Nó bắt anh phải liên minh với nó. Không độc lập không làm được. Cái thứ hai là chúng ta phải thật khéo. Chiến lược định hướng có rồi. Nhưng trong từng cái thời điểm thì chúng ta cũng phải có cái cách của mình. Thật sự chúng ta làm rất tốt cái việc này. Phải nói rằng là chúng ta biết ơn bác Trọng. Bởi vì nếu không có cụ thì chúng ta không thể nào mà chúng ta rất khó để chúng ta có thể có được cái sự hòa bình như bây giờ, yên ổn như bây giờ. Đúng không? Hôm nay ngày sinh nhật Tổng Bí Thư, buổi trưa tôi sẽ có một cái clip tôi phân tích với các bác. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.